Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một tác phẩm sơn trà nhà mình nha. Cái này làm theo form bạc phong gió lùa nhà mình. Gió lùa bạc phong nha. Cây đang cho hoa đậu trái luôn nha. Đang cho hoa đậu trái nha. Rất là nhiều luôn nha. Đây nè. Thân nè, cò lắc nè. Hơn cây này nuôi cũng lâu rồi nha mình. Cây này có mã số là 421 nha. Có số đo hoành này là 16 nè. Cây cao là 48 đến từ mặt chậu mà lên tới đỉnh nha. Đang nằm cái chậu lọt lòng là 27 nha. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Là 1,4 triệu bao ship không chậu nha mình. Nhà mình là xem tham khảo luôn. Đây. Một tác phẩm sơn trà nha. Làm theo form bạc phong gió lùa nhà mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này nói chung là nuôi cũng lâu rồi, thuần chậu lâu rồi nhà mình. Khi giao lưu với nhà mình thì nhà vườn sẽ rút khỏi cái chậu này và thay vào đó một cái chậu nhựa để mình gỡ đi nó an toàn hơn nhà mình. Ra cái gặp gió cái nó lùa nó bẹt về một bên. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Nếu được viên ngân ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi mã số 421. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 1,4 triệu bao ship không chậu nha. Rồi nhà vườn xin qua tác phẩm này luôn.